Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series Q&A về các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Garmin nhé. Và trong tuần vừa qua thì mình nhận được khá nhiều những câu hỏi liên quan đến về chính sách bảo hành của những sản phẩm chính hãng được mua tại thị trường Việt Nam, cũng như là những sản phẩm sách tay. Và để trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình đi qua những câu hỏi mà mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp nhất và được nhiều người quan tâm nhất nhé. Và không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngay bây giờ thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Đây là một câu hỏi từ một bạn ở trên kênh YouTube của chúng mình, là kênh An Tiến Studio. Câu hỏi của bạn rằng là: chào An Tiến, có cách nào để check số email là hàng chính hãng hay hàng sách tay không? Cảm ơn. Và cách nhận biết đồng hồ đã qua sử dụng hay chưa? Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi mà mình thấy rằng là rất được nhiều người quan tâm, để xem chúng ta biết được làm thế nào để có thể check được đây có phải là hàng chính hãng hay không, hay là hàng sách tay được mua ở khu vực nào, cũng như là chiếc đồng hồ này có phải là sản phẩm mới tinh bóc hộp hay không, hay là sản phẩm đã qua sử dụng. Và hãy đến với câu trả lời của mình ngay bây giờ nhé. Để trả lời được câu hỏi của bạn thì trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải truy cập vào trang chủ của Garmin Việt Nam, và mình sẽ để đường dẫn này ở trong phần mô tả của video. Tiếp đến, các bạn sẽ chọn ở phần hỗ trợ này và chọn đến phần dịch vụ sửa chữa. Chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới và tìm đến phần chi phí sửa chữa ước tính. Ở phần này thì chúng ta sẽ cần số serial number của sản phẩm. Mình sẽ điền vào đây. Và phía bên dưới thì nếu như các bạn mua hàng này các đại lý chính hãng của Garmin cũng như là các cửa hàng của Garmin Brand Shop thì các bạn có thể điền vào ngày mua hàng theo hóa đơn nhé. Đây là sẽ là một cái phần rất là quan trọng, bởi vì với Garmin ý, thì họ sẽ bảo hành theo phiếu mua hàng của đại lý cũng như là của các cửa hàng Garmin Brand Shop, hoặc là theo ngày mà đồng hồ được kích hoạt đầu tiên. Với cái khái niệm là kích hoạt thì chúng ta sẽ là lần đầu tiên kết nối giữa đồng hồ thông qua điện thoại với cái ứng dụng là Garmin Connect này, hoặc là lần đầu tiên mà đồng hồ bắt tín hiệu với GPS. Vậy nên thì cái ngày mà các bạn mua hàng ấy thì sẽ là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng mà các bạn cần ghi nhớ. Hoặc nếu như có một cái phiếu mua hàng thì rất là tốt, để giúp chúng ta sẽ có được cái khoảng thời gian bảo hành chính xác hơn. Và tiếp đến chúng ta sẽ ấn vào phần gửi. Đợi một chút thì chúng ta sẽ có khá đầy đủ thông tin về sản phẩm với số serial number của sản phẩm này. Và ngày mua hàng thì hiện tại ở đây thì mình đang không có thông tin về ngày mua hàng, bởi vì mình để là không mà. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có chi tiết về sản phẩm, đó chính là Epic Gen 2 này, sản phẩm là màu gì này, cũng như là ở đây chúng ta sẽ có cái khu vực của sản phẩm, đó chính là C. Thông thường với các sản phẩm mà mua tại thị trường Việt Nam, hàng chính hãng của Việt Nam ấy, thì sẽ là khu vực C nhé, là khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái sản phẩm ở vùng khác, như là EU thì là của châu Âu này, US thì là của Mỹ, GP là của Japan và rất nhiều các khu vực khác nữa. Và đây cũng sẽ là một trong những yếu tố để các bạn có thể check được là sản phẩm này có phải là sản phẩm được bán tại thị trường Việt Nam hay không, hay là hàng sách tay. Và phía bên dưới này thì Garmin cũng đã có một cái mục, đó chính là mua trong nước, đó chính là hàng chính hãng. Thì sẽ có chữ Y đây như là yes nhé, còn nếu mà chữ N như là no thì nghĩa là hàng sách tay. Phía bên này thì chúng ta sẽ có thông tin về ngày hết hạn bảo hành của Garmin, là ngày hết hạn bảo hành mặc định. Cái ngày hết hạn bảo hành mặc định này thì thông thường chính là ngày đầu tiên mà sản phẩm này được vận chuyển đến thị trường Việt Nam và nhập vào hệ thống của Garmin. Vậy nên thì đây sẽ không phải là ngày bảo hành chính xác nhé. Bởi vì chính vì vậy thì với Garmin thì họ sẽ dựa vào các yếu tố như là cái theo phiếu bán hàng của đại lý này, chính hãng này, hoặc là các đại lý của Garmin Brand Shop, cũng như là lần đầu tiên mà chiếc đồng hồ được kích hoạt với các yếu tố như mình đã chia sẻ phần trên, như là lần đầu tiên kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Garmin Connect này, hoặc là lần đầu tiên mà đồng hồ kích hoạt chế độ GPS, thì đó sẽ là ngày bảo hành chính xác nhất của sản phẩm. Và để có thể check được cái kích hoạt của sản phẩm như mình đã chia sẻ thì các bạn cần phải gọi tới cái số hotline này, đó chính là 1800 789977, và nhờ các bạn tổng đài viên để có thể check được ngày kích hoạt lần đầu tiên của sản phẩm. Thì đây chúng ta có thể check được là sản phẩm này có phải là sản phẩm cũ hay không, và là ngày kích hoạt của nó là ngày bao nhiêu. Thì thông thường thì Garmin sẽ bảo hành theo cái ngày kích hoạt đầu tiên đó và cộng vào khoảng 12 tháng. Thì nó sẽ chính xác hơn là so với ngày bảo hành hết hạn bảo hành của Garmin, bởi vì đây sẽ là ngày bảo hành mặc định và sẽ mất đi một vài tháng đấy. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có phí sửa chữa ước tính. Phí sửa chữa ước tính này thì thông thường là dành cho những cái sản phẩm mà đã hết bảo hành rồi, thì vẫn sẽ được hỗ trợ dịch vụ lên tới là 6 năm, nhưng mà đã hết sau 12 tháng bảo hành ấy, thì chúng ta sẽ có sửa chữa mất phí. Thì với Garmin ấy, thì thông thường là họ sẽ không mở máy sửa chữa tại thị trường Việt Nam đâu, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến các yếu tố như là khả năng kháng nước của đồng hồ.
Vậy nên thì họ sẽ thường là đổi sang một cái mặt đồng hồ khác cùng tương đương nhé. Ví dụ như là Epic Gen 2 thì sẽ đổi sang Epic Gen 2. Và những cái sản phẩm đó thì có thể sẽ là những sản phẩm mới này, hoặc là những sản phẩm renew. Sản phẩm renew là sản phẩm lỗi này và đã được gửi về nhà máy của Garmin tại Đài Loan, cũng như là họ đã thay thế linh kiện này và khắc phục được lỗi đó và gửi về. Thì đây sẽ là cái chi phí để đổi sang những cái mặt như vậy. Và sau khi các bạn đổi về cái mặt như vậy mà đã hết bảo hành rồi, và một cái khoảng thời gian mà các bạn đổi chi phí này thì sẽ được bảo hành thêm khoảng 3 tháng nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Đây cũng là câu hỏi mà chúng mình nhận được ở trên kênh YouTube của chúng mình là An Tiến Studio. Xin chào An Tiến, mình đang muốn hỏi về chính sách bảo hành của Garmin cho hàng xách tay và An Tiến có thể chia sẻ thêm về mục này hay không? Ok, đây là một câu hỏi mà mình cũng thường xuyên gặp phải bởi vì hàng xách tay trên thị trường Việt Nam bây giờ mình thấy rằng là khá là nhiều. Vậy thì hãy cùng đến với câu trả lời của mình ngay bây giờ nhé. Nếu như các bạn mua hàng sách tay thì kể cả là các bạn mua hàng sách tay tại các thị trường khác này mà mang về Việt Nam để hỗ trợ bảo hành, kể cả là trong khoảng thời gian còn bảo hành đi chăng nữa nhé, thì cái phí hỗ trợ bảo hành tại thị trường Việt Nam và đối với hàng sách tay thì vẫn sẽ tính 60% của cái số này. Mình áng chừng 60%, mình lấy một ví dụ cụ thể nhé, với Epic Gen 2 thì sẽ là 5 triệu 100 nghìn đi, thì với 60% của sản phẩm Epic Gen 2 này sẽ rơi khoảng hơn 3 triệu một chút. Có nghĩa là kể cả là sản phẩm của bạn bị lỗi này mà còn bảo hành đi chăng nữa thì đến tại các cửa hàng Garmin Brand Shop thì vẫn sẽ phải trả thêm 60% để hỗ trợ phần bảo hành này, vì đây là hàng xách tay chứ không phải hàng mua ở trong nước. Còn nếu như hết bảo hành sau thời gian bảo hành đi thì mức phí sẽ là 100%, sẽ là 5 triệu 093 nghìn để hỗ trợ đổi sang một cái mặt tương đương nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Xin chào An Tiến, với chính sách bảo hành của Garmin thì những trường hợp nào sẽ được hỗ trợ bảo hành không tính phí và trường hợp nào thì sẽ là tính phí? Vâng, rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi rất hay và nó đi sâu vào cái chủ đề là về chính sách bảo hành có tính phí hay là không tính phí của Garmin. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình đến với câu trả lời ngay bây giờ nhé. Chính sách bảo hành của Garmin Việt Nam sẽ không tính phí cho các sản phẩm chính hãng vẫn còn trong khoảng thời gian bảo hành, được mua tại thị trường Việt Nam đối với những lỗi kỹ thuật này, lỗi trong giờ sản xuất hoặc một vài lỗi về phần cứng như là đố màn hình này, rồi các phím cơ điều khiển bị lỏng lẻo. Nhưng phần này cần lưu ý là phần cứng sẽ không chịu tác động của ngoại lực nhé. Còn đối với các trường hợp Garmin Việt Nam tính phí thì sẽ bao gồm các sản phẩm đã hết hạn bảo hành hoặc là sản phẩm bị lỗi phần cứng do tác động của ngoại lực trong quá trình sử dụng. Có một điểm các bạn cần lưu ý, đối với các sản phẩm xách tay thì dù còn trong khoảng thời gian bảo hành cũng sẽ bị tính phí 60% so với phí sửa chữa của sản phẩm đó. Chính vì vậy thì mình nghĩ rằng là mặc dù là hàng xách tay có thể nó sẽ rẻ hơn, có mức giá tốt hơn ở thời điểm mua so với các cái sản phẩm chính hãng tại Garmin Việt Nam hay là các cửa hàng của đại lý này cũng như là của các cửa hàng GBS. Tuy nhiên thì với việc là các bạn sẽ bị phải chịu thêm một khoản phí 60% trong quá trình sử dụng, kể cả là còn trong thời gian bảo hành. Chính vì vậy thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn sẽ nên mua những sản phẩm chính hãng tại các cửa hàng Garmin Brand Shop này cũng như là tại các đại lý chính hãng của Garmin như là antien.vn chẳng hạn thì sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta mua hàng xách tay trôi nổi trên thị trường. Và nếu như các bạn có câu hỏi nào khác thì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.